BKAV xin kính chào quý khách hàng. Trong video này, BKAV sẽ hướng dẫn quý khách hàng kê khai và nộp hồ sơ, hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng do đóng trùng, tương ứng với mã thủ tục 606A. Anh chị lưu ý hồ sơ này chỉ áp dụng kê khai điện tử cho các đơn vị thuộc Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, các đơn vị thuộc Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội quản lý, kê khai hồ sơ giấy. Anh chị thao tác như sau. Đầu tiên, anh chị truy cập và đăng nhập nền tảng BKAV Ivan theo đường dẫn ivan.nộpbảohiểm.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp. Sau khi đăng nhập thành công, tại giao diện quản lý hồ sơ, anh chị bấm tạo hồ sơ mới. Anh chị nhập tên hồ sơ và tích chọn loại hồ sơ cần sử dụng là hồ sơ VN31, tương ứng với mã thủ tục 606A. Sau đó bấm tạo mới. Nền tảng tự động tạo tờ khai D03TS, danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế. Anh chị bấm biểu tượng bút chì để bắt đầu kê khai. Anh chị nhập thông tin và biểu mẫu theo hướng dẫn. Sau đó bấm thêm đối tượng từ danh sách để chọn các đối tượng cần kê khai. Trường hợp thông tin đối tượng cần kê khai chưa có trên nền tảng, anh chị bấm thêm mới đối tượng để nhập thông tin. Sau khi thêm đối tượng từ danh sách, anh chị bấm biểu tượng bút chì để cập nhật thông tin lần lượt cho từng đối tượng. Khi anh chị di chuột vào các trường thông tin, sẽ hiển thị hướng dẫn và ví dụ nhập dữ liệu. Sau khi nhập xong, anh chị bấm ghi lại và đóng. Anh chị kiểm tra thông tin đối tượng đã nhập, nếu đã chính xác, anh chị bấm ghi lại. Sau khi hoàn thành kê khai, trường hợp chưa gửi ngay, anh chị bấm đóng để lưu hồ sơ. Để gửi hồ sơ tới Cơ quan Bảo hiểm xã hội, anh chị cắm USB chữ ký số vào máy tính, sau đó bấm ký và gửi. Cửa sổ nhập mã PIN của USB token hiển thị, anh chị nhập mã PIN chữ ký số, rồi bấm xác nhận. Nền tảng hiển thị thông báo hồ sơ của đơn vị đã được gửi thành công đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Như vậy, anh chị đã hoàn thành việc kê khai và nộp hồ sơ hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng do đóng trùng. Hồ sơ sẽ phải chờ cán bộ bảo hiểm xã hội tiếp nhận và xử lý. Trạng thái hồ sơ hiện tại là chờ xử lý. Nền tảng sẽ cập nhật trạng thái của hồ sơ tương ứng với kết quả xử lý của cán bộ. Như vậy, BKAV đã hướng dẫn quý khách hàng kê khai và nộp hồ sơ, hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng do đóng trùng qua nền tảng bảo hiểm xã hội điện tử BKAV Ivan. Cảm ơn anh chị đã theo dõi.